Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Phúc Lo. Ngày hôm nay Phúc sẽ cùng mọi người bàn về một cái vấn đề pháp lý liên quan đến lọc phù hồn. Cái chủ đề mà ngày hôm nay Phúc muốn nói với mọi người là xung quanh những cái động thái của anh chủ nhà trong thời gian dạo gần đây. Xin lỗi mọi người. Đây là một tin nhắn từ một người bạn của Phúc nhắn cho biết là anh chủ nhà vừa mới lên một chiếc video có tựa đề là cuộc bàn bạc lọc phu hô và anh chủ nhà trước khi hợp tác làm YouTube nam đầu tư tiền bị hất chén cơm. Đầu tiên là mình thấy đặt cái tiêu đề là mình thấy mệt rồi đó, tại vì cái tiêu đề đọc quá dài dòng không vô vấn đề. Cái thứ hai nữa là trong video này chỉ có 1 phút 12 giây nhưng mà trong video cũng không thể hiện được điều gì cả. Do đó là việc anh chủ nhà đăng video này lên á, thì anh ơi anh hãy đăng một cách full lên thì người ta mới biết được cái câu chuyện này nó như thế nào, chứ đăng nửa vời như vậy thì mất công á, người ta tốn thời gian người ta xem thôi chứ cũng không có ích gì đâu. Kịch bản mình lên rồi thì mình nhớ lên cho trọn vẹn nha anh. Hay coi cái clip này á, Phúc không thể nào trích dẫn vào trong video vì sợ đánh bản quyền các bạn ạ. Quả thật là đúng là trời xui đất khiến luôn á. Tại vì Phúc đang với ekip cùng hình để quay những video về lọc ngày hôm nay, thì may sao anh chủ nhà đã đăng một cái video clip mới. Video clip có tên là gì đây? Cuộc bàn bạc lọc phu hô và anh chủ nhà trước khi hợp tác làm YouTube, nam đầu tư tiền bị hất chén cơm. Anh chủ nhà giống như là lót đường để mà Phúc bú phem luôn á. Tại vì trong video này á, ảnh có để dưới phần mô tả là sao các bạn? Đây là video xác minh Nam là người đầu tư tiền được hưởng 20% doanh thu của kênh của Lộc Phu Hô TV. Nam là người không có tiếng nói trong xã hội nên đã bị Lộc Phu Hô lừa gạt đã nhận tiền đầu tư, sau đó không làm đúng theo lời hứa, thể hiện sự lương lẹo của Lộc chứ không có thật thà chất phát như mọi người lầm tưởng. Tổng doanh thu kênh của Lộc Phu Hô TV hơn được 80.000 USD. Anh chủ nhà cứ tưởng tượng trong thời gian hợp tác với Lộc thì Lộc Phu Hô vẫn chuyển tiền đầy đủ cho Nam, nhưng không. Lộc sau khi cảm thấy đã chuyển đủ số tiền cho Nam mà Nam đầu tư thì Lộc bắt đầu lật mặt và không muốn trả thêm cho Nam một đồng nào cả và chặn Facebook của Nam và tất cả mọi thứ liên lạc từ Facebook, Zalo, điện thoại. Tính ra anh chủ nhà vẫn còn may mắn không bị giống như Nam. Mọi người muốn xác nhận thông tin thì có thể liên hệ số điện thoại 0966272911 Nam. Thật sự là bản thân Phúc cũng không muốn bàn về cái nội dung video này lắm cho các bạn, bởi vì nội dung video này nó chỉ có vỏn vẹn khoảng là 1 phút 21 giây thôi. Nhưng mà nó làm cho Phúc liên tưởng đến sự việc của ngày hôm qua. Bởi vì sao? Ngày hôm qua có một cái bạn tên là Nam, một cái kênh hoàn toàn mới, sau đó bạn làm video, bạn bóc phốt về Lộc. Bạn nói bạn là cái người đầu tiên đầu tư cho Lộc, đầu tư cho sự phát triển kênh 1 triệu sub ngày hôm nay. Mà trong video của bạn đó thì Phúc thấy bạn đó đang nhìn một cái gì đó phía dưới, giống như là một cái ship kịch bản gì đó. Giống như bình thường Phúc muốn nói gì đó thì Phúc cũng chuẩn bị một cái gọi là một cái kịch bản sẵn như thế này, nhưng mà chỉ liệt kê những cái ý chính thôi. Thì bạn đó cũng có sự chuẩn bị một cái kịch bản như vậy để phía dưới. Thì các bạn biết không, không quan tâm đến câu chuyện nội dung nha, chúng ta sẽ quan tâm đến cái câu chuyện là ngày hôm qua bạn đó lên video khoảng 8-9 giờ tối gì đó, thì ngay sau đó anh chủ nhà cũng lên một cái status trên tab cộng đồng của ảnh và tab cái bạn này vào trong đó, video của bạn đó vào trong, và thể hiện giống như là bạn này là cái người mà đem ra cái sự thật tình tiết mới vậy đó các bạn. Rồi trước đó nha các bạn, trước đó thì anh chủ nhà ảnh có một cái động thái là ảnh đăng lên trên cái tường của ảnh. Trên cái tường của ảnh có một cái dòng tab như sau: 7 ngày tới Lộc Phu Hô TV sẽ không thể đăng tải được video nữa rồi. Anh vừa cho nghỉ phép một tuần để về làm lại nghề cũ, còn kênh mới thì chưa đủ tầm để nghỉ hưu. Cái này là ảnh comment ở trong kênh của Dũng Smile các bạn. Thì các bạn có thể nhìn thấy được là rõ ràng sau kết lại toàn bộ những cái sự việc của ngày hôm nay và hôm qua và trước đó nữa, thì anh chủ nhà đã có một cái sự sắp đặt. Sự sắp đặt này giống như một cái công cụ truyền thông để đánh mạnh vào nhân cách của Lộc. Và thực tế thì bản thân Phúc trước đó cũng đã có một cái video về nói về Lộc là Lộc Phu Hô có thật sự tử tế hay không á. Như các bạn cũng đã thấy á, thì những ngày qua khoảng hơn 4-5 ngày rồi, bản thân Phúc và Lộc cũng không có quá nhiều video chia sẻ về cái vấn đề này nữa, mà hầu hết là chỉ dựa vào cái động thái của anh chủ nhà thôi. Sở dĩ mà Phúc im lặng á, là Phúc lùi một bước để cho anh chủ nhà và Lộc có cái thời gian để mà suy nghĩ về thiệt hơn của đôi bên, để mà các bên nhìn thấy được là mình có được cái gì, mình có được cái quyền gì để mà mình có thể show ra với nhau, và mình kiểu giống như là mình kết thúc cái chuyện này nó một cách trước tố tụng. Bởi vì các bạn biết đó, để mà kiện ra tòa án đó, thì chắc chắn là thời gian là phải dài rồi, và các bên sẽ mất rất là nhiều thời gian.
Nhưng đổi ngược lại, nếu mà khi kiện xong á thì Lộc chắc chắn Lộc sẽ thắng cái vụ này, bởi vì Lộc có rất là nhiều bằng chứng và chứng cứ để chứng minh. Đó. Còn ngược lại anh chủ nhà thì hầu như là không có. Nhưng mà dường như sự im lặng thiện chí của Phúc và Lộc lại trở thành cái bàn đạp cho cái ác nó lên ngôi. Dường như là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cho nên anh chủ nhà liên tục vẽ ra những con đường, tạo ra những cái sự kiện drama để mà có thể bôi bác lên hình ảnh của Lộc. Sở dĩ của những hành động ngày hôm nay á, mục đích của anh chủ nhà là để chứng minh rằng Lộc phu hồ không tử tế như các bạn nghĩ. Nhưng mà các bạn à, các bạn phải xem lại video trước của Phúc đã nói về cái trường hợp này rồi. Phúc có một video nói về cái sự tử tế của Lộc phụ hồ. Sự tử tế của Lộc không thể chỉ thể hiện thông qua một hai video mà quay lén đâu các bạn, mà nó được thể hiện thông qua cái nhân cách sống của một con người kìa. Đó, do đó việc anh chủ nhà quay lén một cái đoạn video này ngay từ đầu chỉ có thể chứng minh một điều là anh thật sự là mưu mô tính toán, đúng với cái câu là mưu cao kế hiểm đó các bạn. Rõ ràng anh có một cái sự tính toán ngay từ ban đầu khi đến với Lộc, chứ không phải là đơn thuần là vì tình anh em giúp đỡ nhau đâu các bạn. Giúp đỡ nhau là không có cái câu chuyện mà quay lén đâu. Nếu anh muốn quay được chính chính thì anh đặt cái camera đi, hai bên cùng ngồi với nhau nói chuyện, chứ tại sao phải quay một cách lén lút như vậy. Rõ ràng anh biết chắc chắn rằng anh muốn sự ràng buộc đối với Lộc trong cái hợp đồng này, cho nên anh bắt buộc anh phải quay những cái video clip đó để một thời điểm nào đó, nhất là thời điểm ngày hôm nay anh đăng video đó lên để bôi bác Lộc. Nhưng mà xin hỏi anh, video trong đó nó chẳng thể hiện được cái nội dung gì hết, và nó cũng không đưa ra bất kỳ một cái dẫn chứng chứng cứ nào cho cái việc là Lộc có tử tế hay không, mà nó chỉ đang thể hiện rằng đó là một cái cuộc bàn bạc thống nhất với nhau về cái phương thức hợp tác và cái khoản doanh thu lợi nhuận thôi. Còn khi mà anh lôi cái bạn nam đó vào trong cuộc này á, thì anh nên nhớ anh phải có đầy đủ bằng chứng. Nếu được á, thì anh show hết toàn bộ những tin nhắn mà Lộc đã từng trao đổi với nam ra đi, bởi vì chính những cái đó sẽ là cái mấu chốt của vấn đề. Còn nếu như anh không show được thì anh đừng có chích dẫn ra từng ly từng tí, bởi vì những cái chích dẫn của anh á chỉ khiến cư dân mạng người ta vào người ta xem thường anh thôi. Anh nhìn video anh mới đăng lên đi, cái lượt like á nó ít hơn cái lượt dislike rất là nhiều, cũng đủ để hiểu rằng cư dân mạng không phải thần tượng hóa về Lộc, bởi vì Lộc rõ ràng không có cái gì để mà thần tượng cả. Người ta chỉ yêu thích đúng là cái cách làm video của Lộc, cái cách mà Lộc chia sẻ thôi, chứ không phải người ta yêu thích vì Lộc là một idol của giới trẻ. Idol giới trẻ thì người ta thần tượng Sơn Tùng MTB đi, người ta thần tượng những cái người nổi tiếng, tại sao phải thần tượng Lộc, đúng không? Người ta thần tượng Lộc bởi vì cái lý do nhân cách của Lộc anh ạ. Nếu mà theo như cái sự tính toán của anh á, là chỉ còn vỏn vẹn khoảng 5-6 ngày nữa thì là Phu Hô sẽ bước vào một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn, đó là kênh của Lộc 1 triệu sub sẽ có khả năng đối mặt với việc là bị đai và sẽ không còn xuất hiện được nữa. Và cái khó khăn lớn nhất của Lộc đó chính là Lộc phải gầy được một cái kênh mới. Và cái kênh này là sẽ dễ dàng bị anh đập gậy nhận vơ, và Lộc sẽ phải đối mặt với câu chuyện là kháng cáo. Nhiều người sẽ đặt một dấu chấm hỏi là tại sao không đem câu chuyện này lên tòa án. Nhưng mà cứ từ từ đi anh, cái gì nó cũng phải từ từ thì cháu nó mới nhừ được. Anh cứ tiếp tục công việc của anh là đánh gậy vơ đi, rồi một lúc nào đó anh sẽ thấy được cái việc của anh làm nó sẽ đem lại cho anh cái hiệu quả như thế nào. Còn về bản thân Phúc á, thì nghĩ rằng á, 5 ngày nữa khi mà kênh Lộc, nếu mà kênh Lộc chết thật sự á, thì lúc đó anh sẽ nhận được cái gì? Thứ nhất, về bản thân anh nha, thì anh sẽ không còn khả năng để hợp tác với bất kỳ một bạn nào nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái động thái và hành động của anh cho thấy một cái sự hèn, và sẽ không còn ai đủ niềm tin hay là sự tin tưởng để đặt vào một cái người hợp tác như anh cả. Người ta sẽ không đặt niềm tin vào một cái người mà làm hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật. Người ta sẽ không đặt niềm tin vào một người có những hành động lén lút, và người ta cũng sẽ không đặt niềm tin vào một người có những động thái bẩn bôi bác danh dự nhân phẩm của người khác. Đó. Và cái thứ hai là nếu như mà sự việc này nó được đưa ra tòa án thì sao? Thì lúc đó dĩ nhiên là thời gian đôi bên là phải mất rồi các bạn, mất công sức, mất tiền bạc của nhau. Nhưng có một cái bản án quyết định ra thì chắc chắn là anh sẽ là người thiệt hại rất là nhiều đó. Và tôi nghĩ là có một cái thiệt hại lớn hơn nữa mà bản thân anh tôi không biết là anh có nhìn nhận ra hay không, nhưng mà tôi nghĩ rằng cộng đồng mạng sẽ là người trả lời cho anh điều đó đó. Anh cứ tiếp tục làm những cái động thái đó đi. Sự nhường nhịn và sự lùi một bước của Lộc ngày hôm nay không phải là để bàn đạp cho cái ác của anh lên ngôi đâu. Anh chủ nhà thân gửi anh.